Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Sinh vật biển Sa Sa Đà Nẵng để tiến hành thả một cá thể rùa biển về đại dương tại bãi Bắc Cù Lao Chàm, thành phố Hội An. Trước đó, vào tháng 11 năm 2020, cá thể rùa này được ngư dân Nguyễn Trung Học, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình phát hiện trong tình trạng bị thương ở vây, mắc vào lưới đánh cá giặt vào bờ. Sau khi đưa về nhà chăm sóc và hồi phục hoàn toàn, ông Học trình báo cơ quan chức năng tiếp nhận để thả về tự nhiên. Sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Trung tâm Cứu hộ Sinh vật biển Sa Sa đã kiểm tra sức khỏe cá thể rùa, khả năng thích ứng với các điều kiện tự nhiên và thức ăn. Qua kiểm tra cho thấy cá thể này hoàn toàn khỏe mạnh, phản xạ tốt, đảm bảo các điều kiện để thả về môi trường tự nhiên. Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân sống ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, thì mấy ngày qua đã xuất hiện một xà lan khủng, trang bị máy móc hiện đại, công khai hút cát sát ở khu vực ngã ba sông Hậu, rẽ vào nhánh sông Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vâng, và cụ thể đó chính là xà lan mang số hiệu LA07135, được trang bị máy bơm rất to và hiện đại. Bên cạnh là một xà lan lớn khác mang số hiệu BTR7402, có tải trọng hàng chở được hàng trăm khối cát. Mặc dù giữa ban ngày, nhưng các phương tiện vẫn công khai hút cát cách bờ chưa đầy 100 mét. Thấy máy quay, hai chiếc xà lan tắt máy bơm tháo chạy theo hai hướng khác nhau. Nghe xà lan sao mà sát bên bờ, mới nhìn ra là mới thấy là nó hút cát ngoài đó mà la á. La thì nó không có nghe. Hút gần bờ như vậy, lâu ngày thì nó sập, thì thành ra là ở trong này người ta ảnh hưởng chứ sao? Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và xử lý. Thưa quý vị, thời gian qua tại tiểu khu 442 thuộc địa bàn thôn 6 Na Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng đã có phần lớn các loại cây rừng như là thông ba lá và bạch đàn hàng chục năm tuổi trên khu vực đất lâm nghiệp rộng lớn bị ken đốn hạ, chỉ còn lại gốc. Thay vào đó là hàng ngàn cây cà phê được trồng xanh tốt từ 1 cho đến là 2 năm tuổi. Qua kiểm tra cho thấy tại đây có gần 4 hecta đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú và Ban Quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ Đam Ri đã ra thông báo yêu cầu những cá nhân có liên quan tự giác giải tỏa cây trồng trên diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép. Sau khi người dân bức xúc gửi đơn phản ánh vụ việc lên cơ quan chức năng, đã bị một nhóm đối tượng giang hồ mang theo hung khí rượt đuổi đe dọa những người tố cáo. Hiện tại địa phương đã xây dựng kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm xem xét để chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 24 tháng 2 năm 2021, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh điều tra, cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan lên lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Vâng, và chúng tôi sẽ còn cập nhật vụ việc này trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngay sau những ngày Tết là bước vào cao điểm mùa thu hoạch mía tại tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là lúc thường xuyên diễn ra cảnh các xe tải lớn chở mía cao ngất ngưỡng quá khổ quá tải, chạy dập dìu lên xuống gây kinh hoàng cho người đi đường. Những ngày này, các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 26 và quốc lộ 1 luôn cảm thấy bất an khi liên tục chứng kiến hàng loạt xe tải lớn chở mía phóng nhanh trên đường. Bên trên là những đống mía chất cao quá khổ. Những xe chở mía này xuất phát từ các vùng trồng xã Tây Ninh, Ninh Sim, Ninh Thượng, Ninh Phụng và chạy theo quốc lộ 26 để về nhà máy Ninh Hòa. Số còn lại chạy theo quốc lộ 1 để về nhà máy đường Cam Ranh. Ngoài việc chở quá khổ, quá tải, các xe này luôn phóng nhanh gây kinh động đến khu dân cư hai bên quốc lộ, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông trên đường, nhất là người đi xe máy luôn phải né tránh khi các xe chở mía vượt qua. Hình ảnh những xe chở mía quá tải này đã trở thành nỗi ám ảnh của các phương tiện lưu thông trên quốc lộ, cũng như gieo nỗi kinh hoàng đến các khu dân cư hai bên đường nơi đây. Vì vậy, tình trạng trên rất cần có sự chấn chỉnh và xử lý kịp thời của ngành chức năng giao thông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tình trạng ngập mặn hiện nay, thưa quý vị, sau Tết Nguyên Đán thì nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Và theo dự báo thì mùa hạn mặn năm nay diễn biến khó lường, các địa phương cần phải khẩn trương tích cực đối phó. Sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu, nắng nóng bắt đầu trở nên gay gắt và độ mặn tại các địa phương đã lên cao. Điều này làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trong các vùng bị ảnh hưởng. Độ mặn đo được gần đây tại khu vực Trần Đề, Sóc Trăng luôn ở mức trên 16 độ mặn. Có ngày xâm nhập mặn sâu vào địa bàn các xã thuộc huyện Kế Sách đến 4 độ mặn. Theo Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam,
nguồn nước lưu vực sông Mekong đến giữa tháng 2 năm 2021 ở mức ít nước. Điều này khiến nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là vùng ven biển, sẽ gặp khó khăn từ cuối tháng 2 đến tháng 3 năm 2021. Hiện trạng xâm nhập mặn đến ngày 16 tháng 2 cao hơn trung bình nhiều năm, từ 6 đến 13 km. Các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2021, với kịch bản ứng phó có sự tham gia của nhà nước và nhân dân. Dừa là loại cây thế mạnh và là đặc trưng của tỉnh Bến Tre. Nếu như trước đây, người dân chỉ biết khai thác hoa lợi từ trái dừa hoặc thân dừa mà bỏ đi vỏ dừa, những trái dừa phế phẩm giờ đây lại được một người nữ nông dân tại huyện Mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre đầu tư chi phí lên đến hàng tỷ đồng để biến phụ phẩm dừa thành phân bón và thảm để xuất khẩu. Vỏ dừa không còn là phế thải nhờ chiếc máy nghiền dừa và máy là chỉ sơ dừa này. Đây là sự đầu tư táo bạo của bà Nguyễn Thị Vinh ở xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tại Bến Tre vẫn còn khá ít cơ sở tận dụng nguyên liệu này để tái sử dụng, mà đa phần họ chỉ thu mua trái dừa hoặc cáo dừa, còn vỏ dừa thì bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường. Đầu năm 2020, bà Vinh đầu tư chi phí xây dựng hệ thống nhà xưởng và nhập máy móc để sản xuất chỉ sơ dừa và phân bón từ mụn dừa. Ở đây là cô đầu tư rất là nhiều, bỏ ra vốn thì tới thời điểm này là vừa cô làm vận hành máy nè, là từ cái nền máy nè, rồi cô làm nhà kho, cô làm nhà máy sơ sơ và cô làm vô điện rồi tất cả cái khâu tới giờ phút này là cô gần 3 tỷ. Nhưng mà tại sao cô làm vậy? Vì đất ở Bến Tre và dùng ở Chợ Lách Cái Mơn này rất là cần cái sơ dừa. Máy làm chỉ sơ dừa có công suất 120 ngựa, bình quân 1 giờ cho ra khoảng 300 bao, mỗi bao nặng 8 đến 10 kg. Máy hoạt động theo dây chuyền tự động, một đầu băng tải chứa vỏ dừa, sau đó chuyển lên bộ phận tước, xé vỏ, rồi chuyển song song ra hai ống, một ống chứa mụn dừa tạp, một ống chứa sơ dừa đã tước xong. Ước tính với 300.000 vỏ dừa, nếu mỗi ngày hoạt động 15 tiếng thì chỉ mất khoảng 2 ngày đã tước xong chỉ. Về phần máy nghiền, bà Vinh cho biết máy có công suất 30 ngựa 1 giờ cho ra khoảng 100 bao. Chiếc máy này có khả năng nghiền được dừa nguyên trái, số mụn dừa này thích hợp sản xuất phân dừa hữu cơ. Cơ sở của chị là đã năng động sáng tạo ra cái máy chiết xuất từ chỉ sơ dừa, coi như là tận dụng toàn bộ cái sản phẩm của dừa. Đó là lấy chỉ, lấy mụn để làm phân, lấy chỉ để làm chỉ sơ dừa. Rồi cả những cái trái mà làm giống nó hư thì máy vẫn nghiền được luôn cả gáo, cả chỉ, cả sơ dừa để tận dụng làm phân. Đây là cái nguồn đó nó tốt hơn cả cái mụn dừa nữa, mụn dừa trước đây.